Từ sáng sớm ngày 26 tháng 7 năm 2021, những xe đặc chủng chuyên dụng với khí tài hiện đại cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 86 binh chủng hóa học đã xuất hiện trên đường phố trung tâm Hà Nội. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội đang có xu hướng phức tạp, chính quyền và các cơ quan chức năng đang nâng cao cảnh giác bảo vệ thủ đô trước nguy cơ đại dịch. Được biết, trong ngày 26 tháng 7, binh chủng hóa học huy động tới 15 xe đặc chủng, 30 bình tiêu độc cá nhân và 180 cán bộ chiến sĩ khử khuẩn tại 3 quận nội thành Hà Nội gồm Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai. Sau khi làm lễ xuất quân, các lực lượng đã nhanh chóng phun khử khuẩn các khu vực Hồ Gươm, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, trụ sở Thành ủy và các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, phố cổ. Theo thông tin từ binh chủng hóa học, rút kinh nghiệm từ các đợt phun khử khuẩn trước tại phố Trúc Bạch, bệnh viện Bạch Mai và hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, lần này quân đội đã có thời gian chuẩn bị kỹ nên tin tưởng sẽ hỗ trợ nhân dân Hà Nội phun khử khuẩn an toàn. Lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng ở địa phương xây dựng phương án, xác định các khu vực cách ly, phong tỏa, khu vực có nguy cơ cao để phun khử khuẩn. Đặc biệt, Hà Nội có địa hình đa dạng như đường phố ở nội thành nhỏ, nên đơn vị sẽ có các phương án cụ thể, sử dụng trang bị khí tài phù hợp để việc phun khử khuẩn đạt hiệu quả. Thành phố trong việc triển khai các công việc về phòng chống dịch COVID-19.